Chỉ vừa đến Inter Miami được hơn một tháng, nhưng Messi đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng này. Sau khi giúp Miami giành chức vô địch đầu tiên, danh hiệu League Cup 2023, anh lại tiếp tục đưa đội bóng vào chơi trận chung kết thứ hai tại US Open Cups. Tới trận đấu gặp New York Red Bulls trong khuôn khổ giải nhà ngày Mỹ MLS, Messi không ra sân ngay từ đầu. Siêu sao người Argentina cùng với Sergio Busquets chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Đây là điều được dự đoán từ trước bởi Messi cần thời gian nghỉ ngơi sau khi đã thi đấu 8 trận trong 40 ngày qua. Tới phút thứ 60, Messi được tung vào sân và ngay lập tức giúp lối đá của thầy trò huấn luyện viên Tata Martino trở nên biến ảo hơn. Và tới phút thứ 88, Messi đã ấn định tỷ số là 2-0 cho Inter Miami. Tổng cộng, Messi đã có bàn thắng thứ 11 kể từ khi gia nhập Inter Miami và anh cũng đã có pha lập công đầu tiên tại MLS. Tác động, tầm ảnh hưởng từ bóng đá của Messi là rất lớn. Anh mang lại những thành công ngay lập tức, làm thay đổi cục diện chung, không chỉ của Inter Miami, toàn bộ nền bóng đá Mỹ cũng thay đổi theo. Cuộc cách mạng mà La Pulga tạo ra vẫn đang tiếp tục. Messi đang đem lại cho Inter Miami quá nhiều thứ, không chỉ là điểm số hay danh hiệu. Siêu sao 36 tuổi còn hóa máy in tiền cho Inter Miami. Giám đốc kinh doanh Xavier Asensi vừa tiết lộ với giới truyền thông rằng Inter Miami sẽ đạt doanh thu 200 triệu USD vào năm 2024, cao gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu. Biến số tạo ra sự khác biệt chính là sự xuất hiện của Messi. Doanh thu của Inter Miami dự kiến từ đây đến năm 2024 sẽ tăng khoảng 200 triệu USD, cao gấp 3 lần so với những dự định ban đầu của bộ đôi đồng sở hữu câu lạc bộ là David Beckham và Jorge Mas tính toán. Từ khi đội bóng chiêu mộ Messi hồi tháng 7, doanh thu này được kỳ vọng tiếp tục duy trì hàng năm do đà thăng tiến của câu lạc bộ hiện nay. Ông Asensi cho biết trong cuộc phỏng vấn với trang Yahoo Sports, doanh thu 200 triệu USD của Inter Miami sẽ vượt rất xa so với mức kinh doanh một năm tốt nhất của bất kỳ câu lạc bộ nào trong lịch sử giải MLS, đồng thời đưa Inter Miami vào top những câu lạc bộ có thu nhập cao nhất thế giới. Trên thế giới, chỉ có 33 câu lạc bộ đạt doanh thu hơn 200 triệu USD tính từ mùa 2021-2022. Danh sách này, trước đó chỉ có một câu lạc bộ từ châu Mỹ góp mặt là Flamengo của Brazil. Doanh thu của Inter Miami cũng sẽ giúp họ sắp tới đứng ngang hàng với các đội như Newcastle và Aston Villa tại giải ngoại hạng Anh, tờ Sportico tính toán. Nhà báo Joe Pompliano, chuyên gia tài chính và thể thao của Mỹ, cũng cho biết Inter Miami chưa thua trận nào kể từ khi có Messi. Họ còn tiếp tục thắng đậm ở lĩnh vực kinh doanh, khi câu lạc bộ này dự kiến đoạt doanh thu hàng năm lên tới 200 triệu USD. Đây là con số cao gấp 4 lần so với doanh thu của họ đạt được ở năm trước, năm 2022. Với đà tiến này, hiệu ứng Messi vẫn còn tiếp tục tạo ảnh hưởng đến mức người ta gọi là cơn cuồng Messi hay Messi Mania. Inter Miami sẽ còn thu lại rất nhiều từ doanh thu. Rõ ràng, thương vụ chiêu mộ Messi đang giúp Inter Miami thắng lợi cả về chuyên môn lẫn tiền bạc.